hot boy võ thuật Gen Z gây sốt vì view sùa như tài tử, bộ sưu tập huy chương, siêu choáng. Những ngày gần đây, mạng xã hội rần rần hàng loạt bài viết về một nam vận động viên võ thuật Gen Z gây chú ý nhiều ngoại hình điển trai cùng hàng loạt thành tích thi đấu ấn tượng. Những bài viết chia sẻ thông tin của chàng trai này nhận về tương tác cao trên mạng xã hội cũng như nhiều bình luận ấn tượng từ cư dân mạng. Theo thông tin trên bằng khen và do chính chủ công khai chia sẻ, chàng vận động viên này tên Nguyễn Tiến Triển, sinh năm 2003, hiện đang là vận động viên thuộc đội tuyển Jiu-Jitsu của Hà Nội, từng nhiều lần tham gia các cuộc thi trong nước lẫn quốc tế. Theo bức ảnh chụp bộ sưu tập huy chương của anh chàng, có thể thấy anh đã tham gia và giành nhiều giải vô địch quốc gia cũng như huy chương tại các kỳ thi quốc tế như GGIF World Cup Beach 2024 của Liên đoàn Jiu-Jitsu quốc tế, huy chương từ Liên đoàn Jiu-Jitsu châu Á. Ngoài ra, Nguyễn Tiến Triển còn khoe ảnh chụp bằng khen từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội vì có những thành tích nổi bật trong thi đấu thể dục thể thao, mà cụ thể là môn Jiu-Jitsu. Dưới những bài viết về Nguyễn Tiến Triển, cư dân mạng dành lời khen cho anh chàng, đặc biệt là về ngoại hình như tài tử. Nhiều người gọi anh là hot boy võ thuật bởi vừa điển trai lại vừa tài năng. Các bạn thấy anh chàng như thế nào? Chia sẻ cùng Thám TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.